Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Cuộc sống thường ngày ngày hôm qua thì quý vị và các bạn đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với anh Mai Văn Tuệ, là bố của cháu Mai Thanh Tùng, một thanh niên 18 tuổi mắc chứng tự kỷ. Những chia sẻ của anh Tuệ thì đã cho thấy là nhiều khoảng trống trong vấn đề an sinh xã hội cũng như là pháp lý đối với người mắc tự kỷ là thanh niên. Tuy nhiên thì chúng ta cần nhìn nhận như thế nào đối với những trường hợp này và cần phải có chính sách ra sao để họ không còn là gánh nặng cho xã hội? Thì hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay chuyên gia Vũ Song Hà, là phó giám đốc trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số, đồng thời thì chị cũng là một chuyên gia về tự kỷ. Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình Cuộc sống từ ngày hôm nay. Với những kinh nghiệm của chị, với những cái người mà chị đã từng tiếp xúc là người mắc chứng tự kỷ, thì họ có thể đóng góp những cái gì cho xã hội? Vâng, theo tôi thì người tự kỷ có thể đóng góp được rất là nhiều cho xã hội. Ví dụ như một trường hợp của bà Temple Gradin, như các anh chị và quý vị mà nếu mà làm trong lĩnh vực tự kỷ thì đều biết, đấy là một cái chuyên gia đầu ngành liên quan đến nghiên cứu về não của động vật, thì chị là được chẩn đoán tự kỷ từ lúc còn rất là nhỏ và chị gặp rất là khó khăn trong cái cuộc sống của chị từ lúc mà đi nhà trẻ, vì chị không có khả năng được chơi được với các bạn hay có rất là nhiều những cái biểu hiện về mặt hành vi. Thế tuy nhiên là với sự hỗ trợ rất là tích cực của cha mẹ chị đã hỗ trợ rất là nhiều, cũng như có những cái đóng góp từ các cái chương trình mà can thiệp sớm, cũng như là có hệ thống hỗ trợ trong trường học, và dần dần thì chị đạt được là chị đi được đi học đại học, sau đấy học tiến sĩ và làm tiếp tục và làm công việc hiện nay. Bà đang là một cái giáo sư ở trường đại học của Mỹ. Vậy thì ở Việt Nam mình, những cái chính sách để có thể hỗ trợ được cho những người mà bị tự kỷ, đặc biệt là đối với những người tự kỷ là thanh niên, thì hiện nay là chúng ta có những chính sách như thế nào? Cái thuật ngữ tự kỷ thì mới vẫn được coi là những cái thuật ngữ mang tính chất về y học, và nó chưa được đưa vào trong các văn bản pháp luật của chúng ta hiện nay. Khi mà chúng ta có thể triển khai những cái chính sách gì đó thì ở những cái người làm tới địa phương, nhiều khi mọi người cũng chưa đủ cái kiến thức và năng lực để hiểu rằng là tự kỷ là một loại khuyết tật. Tức là chúng ta cũng đã có những cái chính sách để hỗ trợ cho người khuyết tật, tuy nhiên đối với những cái trường hợp tự kỷ thì chúng ta lại chưa có một cái quy định cụ thể để tạo cho người ta một cái hành lang pháp lý để có thể thuận tiện trong việc làm việc, đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải có những chính sách như thế nào? Cái điều đầu tiên mà mọi người rất là mong muốn, kể cả phía chuyên môn cũng như phía những cái gia đình trẻ tự kỷ, làm sao tự kỷ được xuất hiện ở đâu đó trong các văn bản pháp luật liên quan đến việc khuyết tật, để mọi người biết rằng là người tự kỷ cũng là những cái người mà hiện đang sống cùng với khuyết tật, và người ta được hưởng những cái quyền lợi của cái người khuyết tật. Đồng thời bên cạnh đó cần có những cái hướng dẫn cụ thể hơn liên quan đến, ví dụ như là những cái hướng dẫn là cách làm việc như thế nào với cái người tự kỷ, hay là trong các cái chương trình dạy nghề chẳng hạn, thì chúng ta cần phải nên làm thế nào để có thể giúp đỡ được trẻ tự kỷ lúc ban đầu và sau đấy là người tự kỷ, để họ có thể có được những cái năng lực của họ để mà họ đi làm việc. Tuy nhiên thì chúng ta lại chưa có một cái lời giải cho bài toán là đối với những người thanh niên mà người ta vẫn còn tiếp tục mắc tự kỷ, thì chúng ta cần phải làm thế nào để họ có thể ít nhất là có thể hòa nhập được với xã hội một cách gọi là đơn giản nhất. Chúng ta thường hay cho rằng là nếu mà trẻ tự kỷ có can thiệp sớm và có thể đi học được, đấy là một thành công. Nhưng thực ra trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng là can thiệp sớm mới chỉ là một phần đầu thôi, một cái hành trình ban đầu. Còn tiếp theo chúng ta sẽ phải hướng dẫn trẻ như thế nào để bạn ấy chuyển đổi trên giai đoạn chuyển tiếp từ lúc đi học cho đến, vì bạn chỉ học được một thời gian, đúng không? Tất cả chúng ta đều chỉ đi học đến cái tuổi đi học thôi, còn sau đấy chúng ta phải chuyển tiếp để sống và làm việc. Vậy thì những cái giai đoạn chuyển tiếp như thế hiện nay chúng ta là gần như là chưa. Chúng ta bỏ trống. Hay là chúng ta cũng chưa có những cái chương trình để phù hợp với trẻ, để phát huy, biết hiểu được trẻ là, hoặc là những người tự kỷ như vậy là họ có những cái thế mạnh gì. Khi mà trẻ đi làm chẳng hạn, hay là thì cần phải có những cái chương trình để hỗ trợ cho trẻ ở những, bạn đã tìm những công việc, tìm những việc gì phù hợp, làm sao mà biết cách để đến được những cái nhà tuyển dụng để nói được là tôi có khả năng tôi làm như vậy. Và chúng ta gần như chúng ta không hề có những cái nhà gọi là tư vấn việc làm cho người tự kỷ, cũng như không có những cái hệ thống hỗ trợ xã hội để khi mà các bạn có vấn đề ở nơi làm việc chẳng hạn, thì ai sẽ là cái người đứng ra giải quyết những vấn đề đó, hay chỉ đơn giản chỉ cho bạn nghỉ việc. Khi mà những cái chính sách hỗ trợ cho những người tự kỷ này vẫn còn rất hạn chế, thì họ thường phải sống với bố mẹ, sống trong sự đùm bọc của bố mẹ, nhưng bố mẹ rồi thì cũng sẽ không cùng đồng hành với họ nữa. Chị có lo ngại về tương lai của những người tự kỷ khi mà họ không còn ai đồng hành hay không? Đấy là một câu hỏi rất lớn. Khi tôi đi đặt câu hỏi là anh chị nghĩ nào về tương lai của con, thì rất là nhiều cha mẹ khóc.
và cha mẹ nói rằng là cha mẹ không muốn nghĩ đến. Tại vì đấy là câu hỏi mọi người không biết trả lời ra sao. Trước kia thì nhìn về khía cạnh về mặt y học thì thường hay nhìn người tự kỷ là khiếm khuyết, đúng không ạ? Bạn ấy khiếm khuyết cái này, bạn không có năng lực cái này. Thế nhưng bây giờ mọi người nhìn nhận là mọi người thấy rằng người tự kỷ họ có những cái khiếm khuyết, nhưng bên cạnh đó là họ có những thế mạnh, và họ là những người khác biệt. Và chúng ta, những cái hệ thống của chúng ta hiện nay cố gắng làm sao có thể đáp ứng được nhu cầu của họ, phù hợp với họ, chứ không phải chỉ cho họ là khiếm khuyết và gánh nặng và chúng ta đặt họ sang một bên. Và họ cũng nhấn mạnh rằng là chúng ta cần phải phối hợp với nhau, tất cả các ngành trong xã hội, tất cả mọi người cùng chung tay thì mới có thể giúp cho người tự kỷ có những cái cơ hội tốt. Cảm ơn chị Song Hà đã nhận lời tham gia chương trình Cuộc Sống Thường Ngày ngày hôm nay và chia sẻ với chúng tôi rất nhiều những câu chuyện thật rất là thú vị. Và để tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời biên tập viên Khánh Linh tiếp tục câu chuyện. Vâng, xin cảm ơn anh Tuấn Dương. Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trò chuyện với khách mời của chương trình thì có thể thấy là người tự kỷ không phải là những người vô ích. Họ hoàn toàn có được một cuộc sống hòa nhập với những công việc mang tính đặc thù, thậm chí có khả năng xuất sắc nếu được sự hỗ trợ giúp đỡ từ phía gia đình và cộng đồng. Bản thân tôi thì đã từng gặp hai nghệ sĩ piano rất nổi tiếng, một ở Việt Nam và một ở Nhật Bản. Khi xem và nghe họ chơi nhạc, nếu không nói ra, không ai có thể biết họ là những người mắc chứng tự kỷ. Và trong phóng sự tiếp theo của chúng tôi, câu chuyện của những người tự kỷ khác sẽ một lần nữa chứng minh về khả năng của những người phải chung sống với hội chứng này. Lớp học đặc biệt này dành riêng cho Huy và Hiếu. Đây là hai cậu bé thuộc lứa những trẻ em đầu tiên được phát hiện mắc chứng tự kỷ ở Việt Nam. Huy và Hiếu năm nay đã 16 tuổi, nhưng việc học văn hóa thì mới chỉ tương đương với trình độ của trẻ lớp 2, lớp 3. Tuy nhiên khả năng chơi đàn của hai cậu bé thì khiến rất nhiều người khâm phục. Nhưng ở đây có bạn Huy và bạn Hiếu thì hai bạn đều rất là yêu thích âm nhạc. Các bạn thích hát, thích đàn, tiếp cận nhanh và cũng có được những cái thành quả rất là đáng mừng, có để đi biểu diễn ở một số các cái sân khấu. Gia đình các em đã mất một khoảng thời gian khá dài để phát hiện được khả năng này. Bên cạnh đó, việc tìm ra đội ngũ giáo viên cũng như phương pháp học phù hợp để phát huy khả năng ấy cũng là những yếu tố vô cùng quan trọng. Những sản phẩm được bán tại cửa hàng đồ lưu niệm này đều được trang trí bằng những hình vẽ tay. Điều đặc biệt, những hình vẽ ấy chính là của những trẻ em mắc chứng tự kỷ. Từ quần áo cho đến túi, ví hay sổ đều được trang trí bằng những hình vẽ rất sinh động, màu sắc rực rỡ. Khi tham gia chương trình này, các em sẽ có thu nhập được trích từ giá bán của các sản phẩm. Đây không chỉ là một nguồn động viên mà còn giúp các em có thu nhập đảm bảo cuộc sống bằng chính sự cố gắng và năng lực của mình. Trong chương trình Cuộc Sống Từ Ngày Chiều Mai, chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với đề tài này với những góc nhìn về khó khăn đối với các bậc phụ huynh và người tự kỷ khi thiếu nguồn nhân lực y tế có chuyên môn sâu.